Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ làm một kích điện đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn, chỉ dùng 6-7 con linh kiện thôi. Cái chính của nó là cái biến áp này, biến áp đối xứng các bạn nhé, 12 0V này, 12V, 5A. Cái đầu ra này chúng ta sẽ dùng 220V. Các bạn dùng cái 5A này cho công suất nó mạnh, nó có thể lên được 20W các bạn. Nếu không có chúng ta dùng 3A này cũng được, còn cái 1A này, 1A này thì yếu lắm. Quy 12V, kích từ 12 lên 220 các bạn nhé. Mình dùng hai miếng tản nhiệt này. Chúng ta sẽ cần hai con tiếp 3055 này. Thêm 4 con trở công suất, hai con 10W 15Ω này. Hai con 10W 100Ω. Đây là sơ đồ nguyên lý của nó này. Và sơ đồ để kết nối. Các bạn có thể lấy cái ảnh này trong mô tả video nhé, mình để link trong đó rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ theo cái sơ đồ này. Hai cái chân ngoài và hai con tim này, con chan này, chúng ta sẽ mắc cái trở 15 ohm ở đây. Tiếp theo các bạn theo sơ đồ này, hai cái trở 100Ω 10W này, nó sẽ mắc từ chân đầu tiên của con tip 3055 này sang chân thứ hai này nhé. Bạn nhìn này, chân đầu tiên này sang chân thứ hai, cái thứ hai, con trở thứ hai, chân thứ hai và chân đầu tiên, chúng nó song song như vậy nhé. Đấy, các bạn mắc như vậy nhé. Cái chân đầu tiên con tip 305 này vào chân giữa này, cái chân giữa của con này và chân đầu tiên con này song song như vậy, nó cứ chéo như vậy. Tiếp theo này, cái chân giữa của con tip 305 này vào cực 12V. Cái chân này vào cực 12V còn lại các bạn. Đấy. Tiếp theo, dây âm này, hai chân ngoài cùng có hai con tip 3055 này, dây âm, dây dương vào đây, cặp giữa 0V này các bạn. Như vậy chúng ta đấu xong sơ đồ này rồi, cái kích điện này các bạn nhìn cắm vào đây, nó ra 220V đầu này. Cái này giật đấy các bạn, chúng ta nhẹ nhàng nhé, mình sẽ đo thử.
đo nước này, 600V xoay chiều này. Đấy, từ 200 đến 300-400 nữa. Nhưng mà khi chúng ta đấu có nguồn sử dụng của nó vào, nó sẽ ổn định hơn. Mình sẽ đấu thử bóng điện này. Cái này là bóng 220V này, 5W. Đấy, sáng rồi. Cái này là bóng 220V này, 40W rồi. Đấy, cũng khá sáng rồi. Cái này, bóng compact này, 220V, 15W. Cực kỳ sáng rồi. Mình tắt điện xem. Cơ bản cái này dùng bóng điện là từ 15-20W là chuẩn hơn các bạn. 40W thì nó hơi nặng điện rồi. Mình sẽ thử sạc pin nữa nhé, sạc điện thoại nhé. Các bạn phải dùng cái này sạc chống cháy các bạn nhé, mới là để kích điện này, khi mất điện dùng cũng khá ổn. Mình dùng miếng gỗ này, chúng ta làm cái hộp cho nó. Và một ổ cắm này.
Như vậy chúng ta đã chiến thành công cái kích điện này rồi, 12 đến 220V. Bây giờ mình sẽ thử cái cuối cùng của nó là cái modem wifi các bạn nhé, để khi mất điện chúng ta có thể áp dụng được nó hơn. Các bạn thấy này, cái cục modem của mình này, nó vẫn đang hoạt động bình thường. Mình cắm vào điện lưới này. Đấy, bây giờ sẽ tút ra. Đấy, mất điện rồi. Mình sẽ thử luôn vào cái kích của mình này, chúng ta vừa chế này. À, chạy ngon đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhé, cái dây của nó đây này. Đấy, cắm vào cái kích mình vừa chế hôm nay. Đấy, như vậy các bạn có thể thấy này, cái cục kích chúng ta có thể chạy cái modem wifi ổn định rồi. Đây các bạn xem này, đèn của nó này, đèn LAN này, hai cái máy tính bàn của mình ấy, internet này, wifi đủ cả rồi. Đấy, các bạn nhé, đang chạy cái kích điện của mình này. Như vậy chúng ta đã chế thành công cái kích điện này rồi. Kênh Sáng Tạo .com chúc các bạn thành công.